Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Trinh đến từ bộ phận truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn một mẫu biệt thự 2 tầng đẹp do công ty Kisato thiết kế cho gia đình anh Nguyễn Văn Bình tại Chương Mỹ, Hà Nội. Lý do tôi muốn chia sẻ tới các bạn mẫu biệt thự đẹp này để những ai có mảnh đất tương tự hãy xem và tham khảo nhé. Mẫu biệt thự 2 tầng với chiều ngang là 12,42m và chiều sâu công trình là 13,92m được thiết kế với không gian sống vô cùng tiện nghi, khoa học, đẳng cấp cùng hệ mái Nhật sang trọng, mang vẻ đẹp vượt thời gian. Công năng tầng 1 với một phòng thờ, một phòng khách, một phòng bếp cùng phòng ăn, một phòng ngủ có vệ sinh khép kín, một WC chung và một phòng kho. Công năng tầng 2 với một phòng ngủ master khép kín, hai phòng ngủ, một phòng tắm và một WC chung. Mang trong mình phong cách kiến trúc hiện đại cùng vẻ đẹp tinh tế, mẫu biệt thự 2 tầng đẹp này đã giúp cho gia đình anh Bình được sống trong một không gian vô cùng hoàn hảo. Để mặt tiền mẫu biệt thự 2 tầng đẹp có thể nổi bật giữa thiên nhiên thì không thể bỏ qua cách phối màu ở không gian ngoại thất. Có thể thấy, các gam màu trung tính được kết hợp khéo léo mang đến diện mạo cuốn hút. Gờ tường được sơn màu trắng tinh khôi, màu xám đá giản dị, thể hiện sự thanh thoát và tươi mới. Ngoài ra, kiến trúc sư còn sử dụng màu nâu của gạch thẻ ốp trần và cổ trần, màu đen của khung cửa để tạo điểm nhấn, nét chấm phá cho những mảng tường chát phẳng. Với việc thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại, đề cao sự giản đơn nhưng vẫn sang trọng, bắt mắt, thì các kiến trúc sư đã sử dụng chất liệu kính cường lực, khung nhôm cho tất cả hệ thống cửa, ban công, cửa sổ, lan can ban công, chất liệu kính cường lực cao cấp, đảm bảo an toàn, chống chọi tốt với các yếu tố gây hại đến từ thiên nhiên, môi trường. Ngoài ra, cửa kính còn làm các chức năng độc đáo khác như tạo tính thẩm mỹ, đưa ánh sáng tự nhiên vào không gian nội thất. Ngoài ra, ngôi biệt thự 2 tầng mái Nhật xinh đẹp còn được kiến trúc sư quy hoạch thêm hệ thống sân vườn cây xanh, tiểu cảnh vô cùng lý tưởng, khoa học, giúp tôn thêm giá trị của ngôi nhà. Trong đó, khoảng sân trước mặt nhà được lát gạch xanh thanh hóa sạch sẽ, rất tiện di chuyển, đi lại và để xe ô tô. Mẫu thiết kế biệt thự 2 tầng trở nên hoàn mỹ hơn khi sử dụng hệ mái Nhật vô cùng thời thượng. Hệ mái Nhật được du nhập vào nước ta từ lâu nhưng gần đây rất được ưa chuộng và trở nên nở rộ. Hệ mái được thiết kế đổ bê tông lợp vì kèo và dán những phiến ngói bền đẹp lên vô cùng sang trọng và bắt mắt. Hệ mái này không chỉ mang lại cho tổng thể công trình về vẻ đẹp về thời gian mà còn giúp chống nắng vào mùa hè, chống lạnh vào mùa đông. Vừa rồi là các thông tin cơ bản về mẫu biệt thự 2 tầng đẹp tại Hà Nội. Nếu các bạn thấy mẫu nhà này đẹp, hãy nhấn like, share hoặc bình luận bên dưới, hoặc kích vào link bên trên, bên dưới hoặc đâu đó xung quanh video này để nhận thêm những phần quà hấp dẫn của công ty chúng tôi nhé. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.